Mình sẽ đi mua đồ ăn sáng nha anh em. Dạ anh em đi theo mình nha. Anh đã lạc vào. Cái này là bây giờ mình đã đi mua đồ vàng nghe nè. Đấy. Mua có chút xíu à mà nó nhanh lắm nè. Bây giờ mình đã tới vàng anh em, bây giờ mình sẽ đi ăn bún riêu ăn sáng rồi. Đang mưa nha, ở Sài Gòn đang mưa nha các bạn. Mình đi mua đồ xong mình về gặp trời mưa luôn. Đang bị áp thấp nhiệt đới á. Mưa này nó rất là lớn luôn các bạn. Mưa ngập đường này thấy không? Nè. Ngập đường nè. Đấy, anh em thấy chú bảo vệ đang làm gì không? À. Ê, chú vậy đi quét nhà á mày. Ghê quét nhà kìa. Nhìn chỗ đó giống xì tôm á mày. Đấy không? Đó xì tôm á, đó gì? Người hóa là cái gì? Thù thủy á mày. Nhìn giống thù thủy không? Thù thủy đang cầm cái chổi bay lên trời á. Ê, thù thủy kìa. Thù thủy và thù thủy. Đấy các bạn. Giống không? Giống không? Chú nữa mình sẽ chú ơi. Chú để chổi kẹp vô rồi bay lên chú. Đấy các bạn, đó. Thôi thấy không? Thôi là chú có vẻ rồi. Rồi bà thù thủy á. À. Bây giờ đi vô trong quét xong các bạn. Quét không có sạch đâu các bạn. Quét đi ra ngoài lộ mà. Đó. Bà thù thủy này quét nhau lắm các bạn. Trời ơi mưa nha các bạn. Mưa trời ơi mưa mang bị áp thấp nhiệt đới luôn. Mưa hoài luôn các bạn. Mưa giọt trực trực giọt cái ngập đường thấy không? Nè. Ngập rồi nè thấy không? Muốn ngập rồi, muốn ngập đường rồi. Đấy, thù thủy đang quét gác nha các bạn. Thù thủy đang quét gác chưa xong rồi bắt đầu quét vô ống cống nè các bạn. Bạn coi nè, coi bà thù thủy quét vô ống cống nè. Nè. Vô đó các bạn. Đó, bà thù thủy quét vô ống cống nè thấy không? Thù thủy bơi lên nè, đấy, quét vô chỗ con gác lại chỗ nè. Vê bà thù thủy quét nè. Đây các bạn. Chú. Nhìn vậy. xoay qua nhìn vậy các bạn. Đây kìa. Bà đủ thấy các bạn. Chú ơi kẹp chổi vô háng rồi chú. À quê chú đó ở Bến Tre các bạn. Giờ mình sẽ xin kết thúc video tại đây các bạn.